Khi Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, an táng và chưa kịp san cỏ, thì lại thêm một người nữa, một đồng nghiệp của bà lại tiếp tục đi vào vết xe đổ. Tuy ông chưa chết nhưng cũng bắt đầu la lết. Người ta hẳn còn nhớ bà Nguyễn Thị Thu vừa đây mới qua đời. 3 ngày sau khi cho cậu lưu hương Đức Thánh Trần tại Quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Thu qua đời. Dù được cho là bệnh tật, nhưng người dân cả nước xuống vào để xỉ vả vì bà này là một trong những người tham gia vào việc ký cậu lưu hương của Đức Thánh Trần. Chúng tôi không cổ suý cho việc nguyền rủa hay phỉ báng một người nào đó, nhất là khi họ đã chết, bởi vì nghĩa tử là nghĩa tận. Nhưng chúng tôi cũng muốn cho mọi người nhìn thấy, đồng thời biết ăn năn sám hối, né tránh đi những sai lầm của những người đã đi, kể cả đó là những người làm ở vị trí rất cao như Trần Đại Quang. Bởi vì hiện nay vẫn còn biết bao nhiêu người mê đắm. Thông tin trong ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi tới đó là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Huỳnh Cách Mạng đang lâm bệnh và có nguy cơ không thể vượt qua được. Thông tin mới nhất từ thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ông Nguyễn Thành Phong cho biết rằng hiện Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ còn 3 lãnh đạo trực tiếp điều hành công việc, vì mới đây ông Huỳnh Cách Mạng đang lâm bệnh và bà Nguyễn Thị Thu thì mới qua đời. Tại phiên họp về tình hình kinh tế văn hóa xã hội thành phố Hồ Chí Minh 2 tháng đầu năm 2019, vào sáng ngày 5 tháng 3, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết hiện Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ còn 3 lãnh đạo trực tiếp điều hành công việc. Ngoài ông Nguyễn Thành Phong có ông Lê Thanh Liêm và ông Trần Vận Tuyến là những phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Hai phó chủ tịch còn lại là ông Huỳnh Cách Mạng đang lâm bệnh và bà Nguyễn Thị Thu thì mới qua đời. Ông Lê Thanh Liêm nhận các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, lao động, thương binh, xã hội do bà Thu để lại. Ông Phong chia sẻ rằng, anh Huỳnh Cách Mạng vừa ngã bệnh, bên trái, bên phải, tôi giờ chỉ còn 2 người. Nói như vậy để các đồng chí cùng chia sẻ với Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố. Tại họp báo trưa cùng ngày, Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoang thông tin về tình hình thiếu nhân sự tại nhiều cơ quan trực thuộc thành phố. Báo Dinh cho biết, theo ông Hoang, quá trình điều động luân chuyển nghỉ hưu khiến có cơ quan khuyết cấp trưởng, có cơ quan khuyết cấp phó, có những cơ quan đang khuyết nhiều cấp phó. Đối với Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ông Hoang cho hay, hiện thành phố đang gấp rút bổ sung 2 phó chủ tịch, nhưng thành phố mới chuẩn bị được 1 người. Ông nói, thành phố đang tập trung xem xét, đánh giá, rà soát nhân sự để có đội ngũ mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Việc này thành phố đang làm cẩn trọng để chọn được những cán bộ có năng lực, trình độ. Người phát ngôn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nói trong khi trả lời phỏng vấn. Về vấn đề nhân sự của văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, ông Hoang cho biết cơ quan này có 7 cấp phó nhưng nay chỉ còn 3 người. Do 4 nhân sự đã về hưu. Nói là còn 3, nhưng thực tế chỉ có 2 người làm việc, vì một đồng chí đang tạm dừng công tác để phục vụ điều tra của cơ quan chức năng. Ông Hoang thông tin thêm. Ngoài ra, thành phố cũng đang khuyết vị trí giám đốc Sở Giao thông Vận tải, do ông Bùi Xuân Cường được điều động sang làm trưởng ban quản lý đường sắt đô thị. Tương tự, ông Sử Ngọc Anh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, về làm bí thư quận Gò Vấp. Dù khuyết nhiều vị trí, ông Hoang cho rằng cán bộ tại Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các sở ngành đang nỗ lực chia sẻ, phối hợp để vận hành bộ máy quản lý một cách ổn định. Người ta nói, người vì thiện thì sẽ được phúc báo, người làm ác, ác gặp tai ương. Vậy nên, người biết sống, người quân tử, kính thời thì biết thiên mệnh, tu thiên, tích đức. Làm điều thiện vì người khác, làm việc tốt chính là tạo phúc cho chính mình.
Xưa nay nhân quả báo ứng không phải là cái gì quá mê tín, mà nó dường như trở thành một quy luật. Không đâu là không linh nghiệm, có chăng chỉ là chúng ta chưa thực sự chứng nghiệm mà thôi. Câu chuyện về bà Nguyễn Thị Thu trước đây cho chúng ta thấy, có thể nhiều người nói đó là trùng lập, nhưng chỉ sau 3 ngày khi bà ký lệnh cậu chiếc lư hương của Đức Thánh Trần đi, thì hậu quả đến ngay với bà. Và cho dù bà có bệnh tật thế nào, nhưng thiên hạ vẫn cho rằng bà bị thánh vật trời đánh vì những hành vi tán tận lương tâm, xúc phạm đến đạo lý của người Việt Nam sống không có luân thường đạo lý, không biết làm là người dân trong một đất nước, trong một gia đình, trong một tổ chức cần phải có tôn tư trật tự, biết kính trên nhường dưới, yêu quý những người đi trước cũng chính là cách làm cho những người cấp dưới yêu quý chính mình. Người thông minh, ưu tú, có cái nhìn sâu rộng thì đối với bất kể ai cũng đều tỏ thái độ khiêm nhường, tôn trọng. Đặc biệt khi có một người địa vị cao trong xã hội mà biết tôn trọng người không bằng mình, thì đó chính là một loại mỹ đức. Vậy nhưng, như bà Nguyễn Thị Thu, bà đã làm lên tới chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và chuẩn bị được cơ cấu lên những vị trí cao hơn. Nhưng chính trong việc bà ký vào việc cậu lư hương, mắc vào bẫy của những người đồng chí của chính mình, để rồi khi bà nằm xuống, ai cũng chửi, ai cũng chê. Người ta bảo sai một ly đi một dặm, sống không nghĩ trước nghĩ sau, cứ tưởng rằng mình mãi êm xuôi. Nhưng sông có khúc, người có lúc, ai mà biết được ngày mai như thế nào. Người biết lo xa cho cuộc đời của mình là người luôn biết tôn trọng, nhất là đối với các vị tiền nhân và kể cả những người làm việc cấp dưới, chứ không phải như kiểu cách mà những người làm lãnh đạo Việt Nam hiện nay đang làm. Khi sa cơ lỡ bước, họ gặp ngay quả báo, đó chính là sự khinh ghét của mọi người. Con người thường vốn ích kỷ, luôn muốn người khác tôn trọng mình mà lại không phải tôn trọng người khác, thậm chí có đôi khi còn khinh miệt người khác. Đương nhiên, người như vậy sẽ không bao giờ có được sự tôn trọng của mọi người. Kỳ thực, quan hệ giữa người với người là mối quan hệ tương trợ lẫn nhau. Đạo lý này dù ở đâu cũng vậy. Muốn được người khác tôn trọng thì mình phải tôn trọng người khác trước. Bất kể người khác địa vị cao hay thấp cũng đều phải đối xử bình đẳng. Không nên vì ti tiền mà coi thường, không nên vì địa vị cao mà nịnh hót. Cái khổ của những người làm trong hệ thống công quyền Việt Nam hiện nay là nếu như họ không biết nịnh bợ, mà nhân gian hay gọi là nâng bô hay nâng bi, thì họ làm sao có thể thăng tiến một cách dễ dàng. Trong nhân gian, trong cuộc sống đời thường, nó đã là một kiểu khác, nhưng trong đời sống của những quan chức thì là cả một điều rất đáng quan tâm. Ở Việt Nam, những người như bà Nguyễn Thị Thu, ông Huỳnh Cách Mạng, nếu muốn lên thì phải biết nịnh bợ những người cấp trên như Nguyễn Thiện Nhân hay Nguyễn Thành Phong, những kẻ có quyền sinh quyền sát đồng chí của mình mà không thương tiếc. Bài học ở Việt Nam đã xảy ra rất nhiều, từ những người đứng đầu đất nước như Trần Đại Quang, thế rồi cũng ngậm ngùi ra đi, chết trong tức tưởi, chết dưới liều lượng đầu độc quá cao của những người đồng chí của mình, mà đến cả con cái vợ chồng, những người thân này cũng không dám nói, không dám đề cập đến, bởi vì nếu dám nói ra thì chính họ cũng khó toàn mạng. Ông Huỳnh Cách Mạng bị lâm bệnh, không biết liệu có phải là người cũng bị những kiểu hình thức hạ bệ hay chỉ đơn thuần vì lý do sức khỏe. Nhưng nó một lần nữa cho thấy chiếc ghế vào chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hay Bí thư Thành ủy Hồ Chí Minh luôn là một chiếc ghế nóng, bởi vì từ vị trí này người ta có thể leo lên những chức vụ cao hơn, xa hơn. Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những trung tâm hàng đầu của Việt Nam, vậy mà phải đối diện với tình trạng thiếu nhiều lãnh đạo cấp cao, đủ để biết không dễ dàng gì leo lên được chiếc ghế đó. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay chỉ còn 3 người điều hành,
hai sở chưa có giám đốc, văn phòng ủy ban cũng thiếu hai cấp phó. Điều mà ông Chủ tịch Nguyễn Thành Phong thừa nhận tại cuộc họp báo ngày 5 tháng 3 đủ để thấy rằng hiện nay vấn đề nhân sự của thành phố Hồ Chí Minh đang là một vấn đề nóng. Nóng đến nỗi ai mong man hoặc có khả năng leo lên những vị trí đó đều có thể dễ dàng sa cơ bỏ mạng, bệnh tật hay kể cả...